Ngọc Lan, trước đây ai muốn hẹn hò với tôi phải sau 9 giờ tối, nhưng hiện tại thì, sau 3 năm ly hôn, giờ đây tâm thế của Ngọc Lan đã có sự thay đổi. Cô mạnh mẽ hơn nhưng không phải để vượt qua đổ vỡ mà làm mạnh mẽ để có đủ sự căn trường bên cạnh con trai. Gặp Ngọc Lan trong buổi chiều cuối tuần, nhưng từ khi bắt đầu đến kết thúc buổi trò chuyện, điều mà nữ diễn viên mang đến cho mọi người chính là năng lượng tức bực của một bà mẹ đơn thân. Đã 3 năm kể từ khi quyết định ly hôn, Ngọc Lan một mình nuôi con và từ công việc thời gian đến tâm trí đều vì con mà sắp đặt. Khi hỏi Ngọc Lan cực không, cô nói dĩ nhiên có nhưng cực đến chuồn bước là khái niệm, chưa từng có trong suy nghĩ của bà mẹ đơn thân. Để miêu tả cuộc sống hiện tại của Ngọc Lan bằng một từ thì đó sẽ là gì? Bận rộn. Lịch làm việc của tôi chỉ kéo dài 6 tháng cuối năm nên hiện tại tôi rất bận, phải trải dài thời gian cho phim ảnh. Làm MC, công việc kinh doanh riêng, tôi làm việc 6 tháng cuối và dành 6 tháng đầu năm để ở nhà với con, cho con trải nghiệm hết tất cả mọi thứ dạy con thói quen tự lập khi không có mẹ ở nhà việc ngọc lan cân bằng thời gian cho con chính là kết quả của sự thay đổi trong tâm thế của một bà mẹ sau ly hôn đúng là rất khác khi đón nhận một thay đổi mới trong cuộc sống chúng ta phải mạnh mẽ hơn rất nhiều mạnh mẽ không phải để vượt qua đổ vỡ hôn nhân mà mạnh mẽ để có đủ sự can trường chống chọi khi con bệnh tật và đồng hành cùng sự phát triển của con tất cả những điều đó buộc tâm lý của một bà mẹ phải vững làm mẹ đơn thân là việc không dễ dàng đâu là những khó khăn đôi khi khiến ngọc lan cảm thấy bị chuồn bước nếu chuồn bước tôi sẽ không làm được gì hết khi đã không thay đổi được tình hình thì tôi thả đi tìm hướng giải quyết dĩ nhiên đôi lúc khó khăn khiến mình cảm thấy mệt nhưng đó chỉ là phút giây thoáng qua thôi ngay sau đó mình phải tự biết cách trấn an bản thân để thay đổi cục diện ngoài là người mẹ tôi còn là người giám hộ chịu hoàn toàn trách nhiệm cuộc sống của con nên chuyện chuồn bước là không thể quyết định kết thúc với chồng cũ đồng nghĩa với việc mở ra một cuộc sống có gia đình không trọn vẹn cho Louis. Trong một giây phút nào đó, Ngọc Lan có lưỡng lự và muốn níu kéo vì con. Lưỡng lự là chắc chắn có vì ngay khi bắt đầu có vấn đề cho đến lúc đưa ra quyết định, tôi đã tự cho bản thân. Cho gia đình rất nhiều cơ hội để tìm ra giải pháp. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng chính là giải pháp tốt nhất và vui vẻ nhất mà chúng tôi đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Khi đưa ra quyết định ly hôn, Ngọc Lan có tâm sự hay hỏi ý kiến từ mẹ. Tôi là người độc lập nên khi quyết định ly hôn mẹ tôi không biết, tôi và anh Bình thống nhất với nhau sẽ không chia sẻ chuyện ly hôn với truyền thông hay khán giả cho đến sau 6 tháng ký đơn ở tòa. Mẹ tôi không biết vì cơ bản tôi không sống cùng mẹ, đó cũng là cái sai của tôi khi chọn cuộc sống tự lập ở bên ngoài. Trong quá trình ly thân rồi ly hôn, mẹ tôi đều không biết, sau khi biết thì mẹ tôn trọng quyết định của tôi. Cách Ngọc Lan mạnh mẽ vượt qua khó khăn có phải ảnh hưởng bởi sự căng trường từ mẹ của bạn không? tôi vốn dĩ là một đứa sức mạnh mẽ từ nhỏ nhưng nếu so sánh với mẹ về sự chịu đựng thì tôi không bằng mẹ một chút xíu nào mẹ tôi là kiểu phụ nữ có chết cũng không để cho người ta biết gia đình mình có vấn đề không bao giờ mẹ tôi chịu tâm sự hay than thở cùng ai bất cứ chuyện gì của gia đình khi ba tôi mất mẹ phải nuôi hai anh em với đồn lương công nhân nhưng mẹ rất ít chia sẻ với tôi là người lớn lên thiếu hơi ấm của ba nhưng định mệnh lại tiếp tục khiến con trai của ngọc lan trưởng thành trong gia đình có ba mẹ ly hôn đây là sự lặp lại không ai muốn, thậm chí có người cố chịu đựng để nó không xảy ra. Tuy nhiên ở Ngọc Lan thì, về tính chất và hiện thực thì hai trường hợp đúng là giống nhau, cả hai đứa trẻ lớn lên đều không có bóng dáng của người đàn ông trong gia đình. Tuy nhiên, ba tôi mất nên tâm thế khác, còn lưu ít thì ba của bé vẫn ở đó, bé may mắn được nói, được chơi với ba mỗi ngày chỉ là không được ở chung. Tôi và con đều có những thiệt thòi riêng, nhưng một điều mà tôi học được ở mẹ chính là cho con những gì. Bé ích đã khi nào thắc mắc với Ngọc Lan về chuyện của ba mẹ Bạn chia sẻ với con trai như thế nào Thời điểm tôi quyết định ly hôn ích mới 2 tuổi mấy nên lúc đó bạn cũng không biết Nhưng con nít giờ thông minh lắm Với sự nhạy bén của một đứa trẻ thì lúc nhỏ ích đã nhận thức là nhà này không có ba Nhà kia có ba Khi lớn lên một chút thì bạn biết được là ba không phải người yêu của mẹ Tôi nghĩ ở mỗi độ tuổi thì tôi sẽ giải thích cho con với kiểu khác nhau Lớn lên một tí tôi sẽ giải thích cho con rõ hơn gia đình là như thế nào và sự việc của gia đình mình ra sao. Con cần phải làm gì, ba mẹ cần làm gì cho con. Ngọc Lan có sợ con trai chịu thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa, rõ ràng ba mẹ nào ly hôn thì con cái sẽ chịu thiệt thòi nhất, nên vẫn là câu nói mình sẽ làm gì cho con, mình cho con cái gì và cả hai phải như thế nào để cho con thấy không có vấn đề. Thực ra Đứa bé nào mà sống trong môi trường có ba mẹ ly hôn hoặc ba mẹ làm nghệ sĩ sẽ thiệt thòi nhiều. Tôi nói thật con của nghệ sĩ thiệt thòi lắm, ba mẹ đi suốt ngày mà đi làm không phải kiểu như người ta 8 giờ sáng đi chiều ngày 5 giờ về. Nghệ sĩ thì bữa có ở nhà, bữa thì không. Thế nên tôi mới chọn giải pháp 6 tháng ở nhà với con và 6 tháng phục vụ cho đam mê cho khán giả. Có con nhưng không cần chồng đang là quan điểm mà nhiều cô gái hướng tới trong cuộc sống hiện đại. Theo Ngọc Lan, suy nghĩ như vậy có đang quá ích kỷ tôi phản đối quan điểm chỉ cần con mà không cần chồng mình phải hiểu rằng một đứa trẻ sinh ra quyền của nó là được có ba và mẹ khi nào con người ta bần cùng bất đắc dĩ lắm mới chọn đến giải pháp ly hôn những bạn có suy nghĩ như thế thì hãy suy nghĩ lại nếu như gia đình tôi hạnh phúc hai vợ chồng đồng đều với nhau về tư duy suy nghĩ định hướng cuộc sống và tất cả mọi cái thì tôi đâu ly hôn làm gì tôi sẽ chọn giải pháp để cho con hạnh phúc hơn chứ các bạn ơi, làm mẹ đơn thân cực lắm. May mắn là tôi có công việc và thu nhập tốt nên tôi mới thoải mái tâm lý để dạy dỗ con. Nếu có, áp lực đồng tiền sẽ làm bạn bực tức và cộc cằn với cả xã hội, không riêng gì con mình. Cho nên khi nào ta cảm thấy đầy đủ về kinh tế, tâm lý thì hẳn sinh một đứa con vì trách nhiệm dành cho con lớn hơn cả tình thương. Về chuyện chăm sóc bé Louis, Thanh Bình có chia sẻ gì với Ngọc Lan về mặt tinh thần lẫn vật chất? Thực ra mỗi người đều có công việc riêng, tôi là người giữ trách nhiệm giám hộ nên tôi sẽ quyết định hết về ăn, học, đi đứng và tất cả mọi cái. Còn Louis chỉ thích chơi với ba thôi và ba Louis khi có thời gian sẽ đón rồi chơi với Louis vậy là đủ rồi. Ngay từ đầu quyết định ly hôn, tôi không yêu cầu anh Bình tiền chu cấp. Tôi cảm thấy kinh tế của mình ổn hơn anh Bình rất nhiều. Công việc của anh Bình không nhiều bằng tôi, cuộc sống cũng bấp bênh lắm nên tôi không nỡ để anh lao động quá nhiều rồi lo cho Louis thời điểm này tôi có được điều kiện tốt thì sẽ lo được cho con. Còn anh Bình muốn chu cấp hay muốn lo cho con thì hãy để vào tài khoản, đợi Louis 18 tuổi thì chuyển qua cũng được. Lúc đó nhiều hơn, đó giống như tiền ống heo của Louis. Khi câu chuyện của Thanh Bình xảy ra, chị có trao đổi gì chồng cũ và cách Ngọc Lan bảo vệ con khỏi những câu chuyện đó thế nào? Câu chuyện của người lớn không nên để cho trẻ con tham gia vào. Lúc đó con tôi cũng đã biết đọc đâu. Cười. Tôi hy vọng những chuyện đó sẽ không xảy ra nữa cho đến khi nó biết động. Ngọc Lan có thấy bạn là người khá lận đận về chuyện tình cảm. Mọi người hay nói tôi lận đận nhưng tôi xem những gì trải qua là trải nghiệm. Có trải nghiệm thì mới trưởng thành, nhưng tôi có trưởng thành hơi trẻ không ta? Cười. Vậy hiện tại Ngọc Lan đã sẵn sàng mở lòng đón nhờ người mới chưa? Hồi trước tôi còn nghĩ nếu hẹn hò thì phải 9 giờ tối trở đi, sau giờ con tôi đi ngủ. Nhưng bây giờ chắc phải dời thêm vì con đi ngủ xong tôi phải tranh thủ làm việc của mình, xong hết cũng 11 12 giờ, mà tới đó buồn ngủ lấy gì mà hẹn cười. Thật sự tôi không có thời gian chứ ai mà không muốn có một nơi để nương tựa, muốn hẹn hò chiêu chiêu. Ngoài việc phải thương con của Ngọc Lan, một người đàn ông có những phẩm chất gì sẽ thu hút và khiến bạn dễ mở lòng hơn. Này không biết, tôi đã từng chọn lựa rất nhiều nhưng cũng thất bại nên tôi nghĩ tình cảm là duyên số, mình mắc nợ thì phải trả. Tôi không biết gu đàn ông của mình thế nào. Tôi rất sợ khi đã bắt đầu có tình cảm với ai đó, nhưng vô tình thấy được ánh mắt không vui của họ khi nhìn con mình rồi đổ vỡ lần nữa. Tuy nhiên, trong tất cả mọi chuyện, tôi sẽ chọn con tôi. Ngọc Lan có ngại chuyện tuổi tác trong tình yêu. Kệ nó chứ, tình yêu đâu phân biệt tuổi tác, giới tính, 70 tuổi mà duyên tới thì tôi vẫn lấy. Tôi xác định tôi nuôi con tới 18 tuổi, sau đó nó phải tự đi học, tự đi làm kiếm tiền. Còn tôi lúc đó bắt đầu đi chơi, ngồi chờ duyên vì tôi tin mình vẫn đẹp cười. Được biết sắp tới Ngọc Lan sẽ ra mắt bộ phim mới, bạn kỳ vọng gì cho dự án lần này? Sắp tới phim Mẹ Rơm mà tôi tham gia sẽ được phát sóng. Tôi rất phấn khởi vì dự án này tôi được làm việc lại với nhiều người mà mình yêu mến. Đầu tiên là nhà sản xuất VFC, thứ hai là đạo diễn Nguyễn Vương Điền. Đặc biệt tôi được đóng với anh Thái Hòa, anh Cao Minh Đạt, những người khiến tôi nể phục về diễn xuất và cách xử lý nhân vật từ hồi sinh em bé đến giờ đa số tôi được giao vai phản diện đanh đá còn trong mẹ rơm là vai hiền một dạng vai mà lâu rồi tôi mới được nhận thật ra trong phim dàng nữ không phải là tuyến nhân vật chính dàng nam mới quan trọng cho nên vai của tôi chỉ góp một màu sắc mảnh ghép để lấp đầy bức tranh của mẹ rong giữa diễn dạng vai quen thuộc và việc thử mình với dạng vai lạ khác hoàn toàn từ trước đến nay với ngọc lan cái nào dễ hơn tôi đã được trải nghiệm hầu hết tính cách của con người trong xã hội đó là điều may mắn của tôi trong gần 20 năm làm nghề. Nếu thừa sức gì đó mới mẻ thì đó sẽ là những vai gặp vấn đề trên cơ thể, có cái đó là tôi chưa được làm nhiều thôi. Tuy nhiên, tôi cũng không ngại thể hiện lại những dạng vai quen thuộc vì mỗi vai diễn đều có cách xử lý khác nhau, tùy thuộc vào xuất thân của nhân vật. Hiện nay lớp diễn viên trẻ ngày càng đi lên, một Lan có sợ đến thời điểm tên tuổi của mình phải cạnh tranh với gương mặt trẻ nào đó. Mấy bạn trẻ thì đóng vai trẻ giống như tôi ngày xưa đóng toàn những vai trẻ tuổi đó thôi. Giờ tôi lớn rồi, diễn con gái 22, 30 tôi không làm được, còn 35 tuổi trở lên thì ok. Về chuyện cạnh tranh thì tôi nghĩ đơn giản, thường nhân vật chính trong phim là vai trẻ, nhưng đặt trường hợp khi có phim cần nhân vật chính là lớn tuổi thì mấy bạn trẻ đâu làm được. Lúc đó có phải là tới thời của tôi không? Cười, dĩ nhiên tre già thì măng mọc, nhưng mình phải làm sao để lứa măng đó mọc lên. Nó thấy được trong bụi đó có cây tre mà mình từng yêu thích, từng diễn chung và hướng dẫn mình, như thế là tôi mãn nguyện vui lắm rồi. Ngọc Lan có muốn lớn sân ở lĩnh vực điện ảnh. Tôi không có duyên với điện ảnh và cũng có nhiều yếu tố khiến tôi không thể tham gia một dự án điện ảnh. Truyền hình, điện ảnh, sân khấu, mỗi người sẽ tốt ở một mảng khác nhau. Sở dĩ tôi đam mê và yêu truyền hình là vì với truyền hình tôi được sống lâu với nhân vật và phê hơn. Với lại tôi nhận ra lối diễn xuất của mình không phù hợp với điện ảnh. Ngọc Lan có đồng ý việc mỗi nghệ sĩ đều có thời riêng cho mình và chính họ là người biết rõ đâu là thời điểm của mình ai cũng sẽ có đỉnh cao cho riêng mình. Thời điểm đỉnh cao đó bao gồm yếu tố là năng lực, nhan sắc, may mắn và đến khi mất một trong ba yếu tố đó thì bạn phải đi xuống. Giống như tôi, tôi mất nhan sắc. Sau khi sinh xong tôi đâu đẹp như hồi xưa. Thêm nữa là tôi bệnh phải vô nước nhiều khiến cơ thể nở nang ra, tôi đâu còn nụt nà nữa. Tất cả cơ mặt của chúng ta khi đến 40 tuổi sẽ tụt xuống một chút và đặc biệt với những người không can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ như tôi nữa. Tôi mất nhan sắc, tôi tụt xuống nhưng năng lực và tư duy của mình phải làm sao giữ được nó vậy nếu không còn được ăn cơm tổ nữa ngọc lan sẽ là gì và làm gì tôi sẽ là một bà mẹ mở một cửa hàng hay tiệm tạp hóa gì đó cười cảm ơn ngọc lan về buổi trò chuyện này chúc bạn sẽ gặt hái nhiều thành công trong chặng đường sắp tới